Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là đề phòng lũ lớn có thể xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long, ngày 27 tháng 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 45, chỉ đạo các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng các phương án ứng phó với lũ, bao gồm phương án bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu đối với khu vực ngập sâu có nguy cơ vỡ đê. Công điện nêu rõ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình trên sông, ven sông, kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cảnh báo và di dời người dân tại khu vực bờ sông, kênh rạch có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó với lũ, triển khai phương án đảm bảo an toàn các khu dân cư và sản xuất khi vận hành đập tràn Trà Sư và Thà La. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng tránh đuối nước, nhất là đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh. Chủ động thu hoạch sớm diện tích lúa hè thu, chủ động tiêu úng, đảm bảo an toàn cho diện tích lúa thu đông và các cây trồng khác.